Kính chào quý vị, chúng tôi rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình 60 giây sáng ngày 11 tháng 7. Hy vọng quý vị đang trải qua những thời khắc vui vẻ, thoải mái bên người thân. Và ngay sau đây, 60 giây sẽ mang đến cho quý vị những thông tin được quan tâm trong ngày diễn ra trong nước và thế giới. Bắt đầu cho phép thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học năm học 2023. Lớp học trang bị kỹ năng ứng phó các tình huống khẩn cấp cho trẻ em. Tặng thưởng, trao giấy khen cho người dân dũng cảm bắt cướp. Thưa quý vị, từ ngày 10 tháng 7, hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức mở để thí sinh cả nước đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học năm học 2023. Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cải tiến phần mềm nhằm tránh thí sinh nhầm lẫn phương thức tổ hợp xét tuyển. Theo Bộ, năm nay, thí sinh sẽ có 20 ngày đăng ký điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển. Cụ thể, từ ngày 10 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2023. Trong thời gian này, học sinh sẽ được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự. Mỗi em sẽ chỉ trúng tuyển một nguyện vọng cao nhất trong số đã đăng ký. Việc đăng ký được thực hiện tại địa chỉ thisinh.thi.thptquocgia.edu.vn hoặc trên cổng dịch vụ công quốc gia. Năm nay, bằng việc cải tiến phần mềm, hệ thống sẽ dựa trên dữ liệu điểm của thí sinh để tối ưu nhất việc xét tuyển. Thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Nếu không, sẽ được xem là từ bỏ quyền trúng tuyển. Đặc biệt, thí sinh cần lưu ý đọc kỹ phương án tuyển sinh và tiêu chí phụ của từng trường và theo sát mốc thời gian tuyển sinh. Các trường đại học cũng khuyến cáo thí sinh tìm hiểu kỹ về các quy định tuyển sinh của từng ngành, từng trường mà mình đặt nguyện vọng đăng ký xét tuyển để tránh sai sót đáng tiếc. Chiều ngày 10 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi vào lớp 6 năm học 2023-2024, sớm hơn một ngày so với dự kiến. Năm nay có hai trường là trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa và trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản 1 thành phố Thủ Đức tuyển sinh theo hình thức thi khảo sát. Các trường công lập còn lại nhận học sinh theo địa bàn cư trú. Theo số liệu được công bố, năm nay có tổng gần 6.000 học sinh lớp 5 tham dự kỳ thi. Trong đó có hơn 4.800 học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, gần 1.000 học sinh dự tuyển vào lớp 6 trường Trung học cơ sở Trần Quốc Toản 1, thành phố Thủ Đức. Hai trường này sử dụng chung đề thi khảo sát năng lực do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra. Đề bài gồm phần trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài mỗi phần 90 phút. Điểm chuẩn vào lớp 6 trường Trần Đại Nghĩa là 64.75/100, tăng 1.25 điểm so với năm ngoái. Như vậy, tính trung bình, một thí sinh phải cạnh tranh với 8 em khác để tranh suất vào lớp 6 của trường. Trong khi đó, điểm chuẩn do trường Trần Quốc Toản 1 là 38.75/100. Thí sinh sẽ nộp hồ sơ nhập học từ ngày 12 đến 14 tháng 7 tại điểm trường trúng tuyển. Cuộc chạy đua vào lớp 10 công lập lẫn dân lập những ngày qua vô cùng khốc liệt. Tuy nhiên, thực tế cho thấy lớp 10 công lập không phải là con đường duy nhất để tiến thân. Vẫn còn những cánh cửa khác rộng mở cho học sinh và phụ huynh. Đó là chương trình chính cộng hay còn gọi là mô hình đào tạo song song giữa học nghề và học văn hóa. Rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí học tập, chú trọng thực hành nghề để sớm tiếp cận thị trường lao động là những ưu điểm của mô hình đào tạo nghề chính cộng này. Con ra trường cho cái nghề này thì nó cũng dễ tìm việc hơn. Sau 2 đến 3 năm rưỡi, người học vừa có trình độ văn hóa trung học phổ thông vừa có kỹ năng nghề nghiệp để tham gia thị trường lao động hoặc liên thông lên các trình độ cao hơn. Với nhiều ngành nghề, người chưa ra trường đã có doanh nghiệp tiếp nhận với mức lương khởi điểm 5 đến 10 triệu đồng. Trong quá trình mà đào tạo thì có rất nhiều doanh nghiệp đặt hàng với nhà trường. Và ra đâu thì đơn vị đều tuyển chọn và nhận các em vào làm hết. Quá trình tuyển dụng thì doanh nghiệp chúng tôi cũng không quá chú trọng cái việc là các bạn học cao đẳng hay là đại học, mà quan trọng là các bạn có thể đóng góp được cho sự phát triển của công ty cũng như đưa ra những cái cải tiến đem lại thu nhập cho công ty. Mô hình đào tạo này mở ra nhiều cánh cửa hơn cho học sinh, giúp học sinh lựa chọn con đường phù hợp với khả năng để tiếp tục con đường học tập, tiến thân và lập nghiệp. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, một lớp học trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước và sơ cấp cứu đang thu hút đông đảo học sinh ở nhiều lứa tuổi tham gia. Đây là nơi các em được huấn luyện và thực hành những kỹ năng mang tính thực tế cao để tăng cường khả năng tự bảo vệ và ứng phó rủi ro khi gặp tình huống khẩn cấp. Lớp học nhỏ tại quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh dành cho các em nhỏ từ 6 đến 11 tuổi. Mỗi cuối tuần, lớp học này vang lên những âm thanh rộn ràng cùng những hoạt động thú vị dành cho các bạn nhỏ. Chương trình học được thiết kế thông qua các trò chơi,
cùng với các hoạt động giả định và thực tế để trẻ có cơ hội thực hành và mở rộng kiến thức. Thì đây rõ ràng là kỹ năng sống còn, không phải là kỹ năng mềm. Thì chị làm cái này với ước mơ là làm sao mà mỗi trẻ em Việt Nam đều được học sơ cấp cứu từ nhỏ. Tại lớp học, trẻ em được hướng dẫn về cách phòng ngừa tai nạn khi bơi, giật điện, đạp xe hoặc tham gia các trò chơi dưới nước. Song song đó, các em được hướng dẫn cách gọi cấp cứu, cung cấp thông tin quan trọng cho người nghe và giữ bình tĩnh trong tình huống khẩn cấp. Trước mắt đó, nó là sự an toàn cho trẻ. Từ một cái vết thương nhỏ đi, cái xử lý tốt thì người dân không có gì hết. Nhưng nếu xử lý không khéo thì nó sẽ rất là nghiêm trọng. Cùng với sự quan tâm của các bậc phụ huynh, những lớp học sơ cấp cứu cho trẻ em không chỉ bảo đảm an toàn cho các con, mà còn mang lại sự an tâm cho bố mẹ. Từ cuối tháng 5 đến nay, dịch bệnh tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chiều hướng diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca bệnh mức độ nặng và cả ca tử vong đầu tiên. Do đó, công tác phòng chống dịch bệnh đang được các địa phương tăng cường. Từ đầu năm 2023 đến nay, thị xã Phú Mỹ ghi nhận 55 ca tay chân miệng, trong đó chiếm 3/4 là từ đầu tháng 6 đến nay. Hiện ngành y tế thị xã đang phối hợp với chính quyền các địa phương, trường học trên địa bàn, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giám sát ca bệnh, xử lý ổ dịch ngay khi mới phát sinh. Công tác này càng được thực hiện quyết liệt hơn sau khi ghi nhận trường hợp tử vong. Khi mà tiếp nhận có một trường hợp mới phát sinh thì bên em sẽ gọi điện cho cái hộ đấy để điều tra xem có phải thông tin có đúng hay không, có ở trên địa bàn mình hay không. Khi phát hiện một ổ dịch tay chân miệng thì bên trạm y tế sẽ phối hợp với lại bên y tế chủ trung tâm và bên phường và bên khu phố sẽ đến tiếp xúc và sát khuẩn trong khoảng bán kính khoảng 200 mét. Bệnh tay chân miệng chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, chưa có vaccine phòng bệnh. Do đó, cùng với nỗ lực của ngành chức năng, rất cần sự chủ động phòng bệnh từ chính các gia đình. Ngày 10 tháng 7, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang cho biết trên địa bàn huyện vừa xảy ra vụ cháy 6 tàu cá gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ hôm qua, một tàu cá đang neo đậu tại rạch Cần Lộc ở huyện Gò Công Đông bất ngờ bốc cháy dữ dội. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các tàu cá neo đậu xung quanh. Người dân có mặt tại khu vực này đã dùng nhiều dụng cụ chữa cháy nhưng bất thành. Nhận tin báo, lực lượng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Tiền Giang đã điều nhiều xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Sau khoảng hơn 30 phút, ngọn lửa được khống chế và dập tắt. Có 6 tàu cá bị cháy. Vào thời điểm xảy ra vụ cháy, do con rạch nước cạn, nhiều tàu cá đang neo đậu nằm bờ, không thể di chuyển được, nên đã cháy lan sang các tàu đang neo đậu xung quanh. Ước tính thiệt hại ban đầu của vụ cháy khoảng nhiều tỷ đồng. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng thống kê. Thưa quý vị, như chương trình 60 giây chiều hôm qua có đưa tin, một đối tượng giả vờ mua vàng rồi bỏ chạy, cướp luôn chiếc nhẫn nhưng bất thành do bị một người dân dũng cảm bắt gọn. Chiều hôm qua, anh Nguyễn Xuân Đoàn, người dân bắt cướp mà chúng tôi vừa nêu đã được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long và Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tặng thưởng và trao giấy khen. Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 55 phút ngày 9 tháng 7 năm 2023, khi anh Nguyễn Xuân Đoàn đang ngồi uống cà phê trên địa bàn xã Phú Quế, huyện Long Hồ, thì nghe tiếng truy hô cướp của người dân. Nhìn thấy đối tượng bỏ chạy, anh Đoàn đã nhanh chóng rượt đuổi theo, được khoảng 100 mét thì đuổi kịp và quật ngã đối tượng cướp, thu hồi được chiếc nhẫn 5 chỉ vàng 24K trong tay đối tượng. Tiếp nhận tin báo, công an địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường lập biên bản vụ việc, bắt giữ và điều tra đối tượng Trần Công Dũng. Để kịp thời biểu dương tinh thần dũng cảm của anh Nguyễn Xuân Đoàn và nhân rộng trong nhân dân, lãnh đạo công an huyện Long Hồ đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Phú Quế tổ chức lễ trao quyết định tặng thưởng của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long với số tiền 2 triệu đồng và Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long đã tặng giấy khen kèm tiền thưởng theo quy định. Trong 6 tháng qua, Công an quận 1 thành phố Hồ Chí Minh đã thu giữ hơn 4.000 bình khí cười các loại. Đây là chiến dịch ra quân quyết liệt xử lý tình trạng sử dụng bóng cười, tức khí NO2, Shisha và thuốc lá điện tử theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố. Công an quận 1 cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an quận đã kiểm tra 215 lượt ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện. Cùng với đó là các cơ sở kinh doanh dịch vụ phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ về tệ nạn xã hội trên địa bàn quận 1, đặc biệt là khu vực phố Tây Bùi Viện, địa bàn phường Phạm Ngũ Lão. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện 97 cơ sở vi phạm, đồng thời ra quyết định xử phạt về các hành vi như kinh doanh quá giờ quy định, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhất là khí cười. Trong thời gian tới, Công an TP HCM tiếp tục chỉ đạo Công an các quận huyện, thành phố Thủ Đức tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn,
chấn chỉnh toàn bộ hoạt động các cơ sở kinh doanh, ăn uống, quán bar, nhà hàng. Tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến khí cười, si sa, thuốc lá điện tử. Cứ đến hè lại xuất hiện chiêu trò lừa đảo trên mạng xã hội, tham gia trại hè cùng Vietnam Airlines. Thủ đoạn là bắt chước y trang giao diện, địa chỉ, số điện thoại fanpage của hãng hàng không quốc gia, đề nghị phụ huynh học sinh tập đặt thử vé máy bay trực tuyến. Nếu ta không để ý, chuyển tiền vào là coi như sập bẫy mất tiền. Những ngày này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều fanpage với tên gọi Trại hè Vietnam Airlines 2, Trại hè hướng nghiệp hàng không, lập lờ dễ gây ngộ nhận với fanpage chính hãng. Với cách này, các đối tượng sẽ dẫn dụ phụ huynh trao đổi qua Zalo. Dù được tư vấn là miễn phí, bao ăn bao ở, nhưng học viên tham gia phải tập đặt thử vé máy bay trực tuyến và được hoàn lại tiền. Ban đầu là giá vé máy bay nội địa chỉ vài triệu đồng, sau đó là vé quốc tế với số tiền vài chục triệu đồng. Khi số tiền đặt vé ngày càng nhiều, các đối tượng sẽ chiếm đoạt số tiền này. Trước chiêu trò kể trên, công an đề nghị các gia đình cảnh giác khi tìm hiểu các thông tin, tránh bị lừa đảo. Khi gặp trường hợp nghi vấn, cần trình báo ngay cơ quan công an gần nhất để được giải quyết. Ngay sau đây trong chương trình, nắng nóng hoành hành tại Nhật Bản và Trung Quốc. Đến Estonia xem đường catwalk dài 100 cây số. Thưa quý vị, ngày hôm qua nhiệt độ tại Nhật Bản và Trung Quốc đã tăng lên ngưỡng 35 độ C và được dự báo thời gian tới mức nhiệt có thể vượt qua con số này. Nắng nóng hoành hành đã gây nhiều khó khăn cho sinh hoạt của người dân ở hai quốc gia trên. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, nắng nóng khiến nền nhiệt tại trung tâm thủ đô Tokyo tăng lên ngưỡng 35 độ C. Tính đến 11 giờ 30 cùng ngày, nhiệt độ cao đã được ghi nhận tại nhiều khu vực như thành phố Ōchiki, thành phố Ome. Cơ quan trên cảnh báo về nguy cơ say nắng khi nhiệt độ và độ ẩm đều ở mức cao. Ngoài ra, hiện tượng thời tiết cực đoan này cũng có thể là nguyên nhân gây ra những trận mưa lớn cục bộ. Trong khi đó, tại Trung Quốc, Trung tâm Khí tượng Quốc gia đã tiếp tục giữ mức cảnh báo màu da cam, mức cảnh báo cao thứ hai về nhiệt độ, khi các đợt nắng nóng như thiêu như đốt đang bao trùm hầu hết các vùng của đất nước. Vào ban ngày, nhiệt độ tại miền Nam Trung Quốc và lưu vực Tứ Xuyên được dự báo sẽ vượt qua 35 độ C. Tại một số khu vực khác như thủ đô Bắc Kinh, các tỉnh Hà Bắc, Hà Nam, Chiết Giang và Phúc Kiến, nhiệt độ thậm chí có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Tại Hồng Kông, Trung Quốc, hầu hết những người trẻ tuổi đều khó ra ở riêng do chi phí nhà ở đây cực kỳ đắt đỏ. Vì vậy, chính quyền Hồng Kông đã thực hiện một chương trình hỗ trợ nhà ở cho những người trẻ. Cách đây 2 tháng, cô Chelsea Tung, 23 tuổi, và bạn trai đã tìm được một chỗ ở rộng 30 mét vuông. Mỗi tháng, hai người chỉ phải trả 4.100 đô la Hồng Kông, rẻ hơn 30% so với những căn hộ bị chia nhỏ khác. Nếu là một chỗ thuê thông thường thì giá có thể hơn 10.000 đô la Hồng Kông một tháng. Để tham gia chương trình, ứng viên phải dưới 31 tuổi, thu nhập dưới 25.000 đô la Hồng Kông một tháng và có tài sản dưới 380.000 đô la Hồng Kông. Những người đáp ứng những tiêu chí này sẽ được chọn để phỏng vấn. Ngoài ra, họ cũng được yêu cầu thực hiện 200 giờ công tác xã hội trong một năm để giữ căn hộ. Theo khảo sát của công ty nghiên cứu Demographia, Hồng Kông có thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới trong 13 năm liên tiếp. Vấn đề này được cho là đã gây ra nhiều bất ổn trong xã hội. Chính quyền Hồng Kông hy vọng sẽ có thể cung cấp 3.000 chỗ ở trong 5 năm tới cho người trẻ thông qua chương trình hỗ trợ này. Hai nhà thiết kế tại Estonia đã gây sốc khi tổ chức buổi trình diễn thời trang có đường catwalk dài đến 100 cây số, chạy vòng quanh đất nước. Không chỉ gây tiếng vang về độ dài kỷ lục, nhóm người mẫu còn khiến người qua đường không thể rời mắt nhờ vào các trang phục tông màu hồng rực rỡ. Các người mẫu đã phải mất đến 5 ngày mới hoàn thành đoạn đường trình diễn. Hành trình băng qua nhiều địa hình, bắt đầu từ sân bay chính của thủ đô Tallinn, rồi kết thúc tại ngôi làng hẻo lánh Parisi. Với cái tên giống thủ đô Paris của Pháp, đích đến được chọn lựa để thể hiện ẩn ý của hai nhà thiết kế. Đoàn người mẫu tựa như một đoàn hành hương của những người yêu thời trang về giới kinh đô lớn của ngành công nghiệp thiết kế. Không phải là những bộ quần áo được ủi kỹ càng hay được may dừa dặn. Chúng tôi muốn chú trọng vào những trang phục không quá hoàn hảo được may đại trà. Chúng tôi chọn tông màu hồng làm chủ đạo vì nó là màu sắc xu hướng của năm, đặc biệt là trong thời trang cao cấp. Chưa hết, hành trình kết thúc bằng một show diễn tại chuồng ngựa, nơi các người mẫu nắm tay nhau băng qua vạch đích và nhận quà từ dân làng. Sau sự kiện,
các trang phục sẽ được bảo quản kỹ càng cho một dự án nghệ thuật khác trong tương lai của bộ đôi Khan Jonas Alama và Lizette Siva. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 60 giây sáng nay của chúng tôi. Chiều nay vào lúc 18 giờ 30 phút, những nội dung mới nhất sẽ được tiếp tục cập nhật trong chương trình 60 giây. Quý vị đừng bỏ lỡ nha. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.